Đây, đứng ở đây cho mọi người thấy rạng rỡ. Rồi, con được ơn của Chúa như thế nào, Nguyễn Thị rạng rỡ? Dạ, con là Maria Nguyễn Thị Tâm Phương, con ở giáo xứ Phúc. Nguyễn Thị gì? Nguyễn Thị Tâm Phương, con ở giáo xứ Phúc Lộc, Bảo Lộc. Dạ, dạ, con nay con 29 tuổi. Dạ. Con trang điểm tại nhà. Dạ. Thưa cha, trước đây mẹ con bị đa u tủy, thì là con vẫn hay nhắn tin cho cha, mẹ con cũng hay nhắn tin cho cha, nhưng mà Chúa vẫn cất mẹ con về vào cuối tháng 2 vừa rồi. Nên là từ đó con cũng mất lòng tin về Chúa, về lòng thương xót Chúa. Thế là sau khi mẹ con mất thì con lại có một cái hạt ở cổ. Thì con đi khám thì con cũng cầu xin và lòng thương xót Chúa là cho cái hạt của con nó không bị sao hết. Nhưng mà kết quả là con vẫn bị hạt lao. Thì con vẫn phải điều trị từ 6 tháng đến 8 tháng mới hết. Nhưng đợt vừa rồi chị họ con là kêu là thôi đi xuống với cha Long khấn cầu xin thêm cho có lòng tin. Tại vì con mất lòng tin về Chúa hoàn toàn. Thì con đi xuống với chị thì con được cha đặt tay. Giống như là cha nhìn vào mắt con, cha thấy con có không có lòng tin. Cha ôm con 2 lần. Thế là về từ đó là con bắt đầu con nghe bài giảng của cha nhiều hơn. Thế là con mới tin hát vào Chúa nhiều hơn. Buổi chiều thì khi nào con rảnh là con lại để mở băng lòng thương xót Chúa để con nghe. Con nghe lời cha thì con cũng thấm thía. Đến bây giờ thì con thấy được ơn là hôm con đi lễ về là cái hạch của con nó hết rồi. Con tối hôm đó là con rờ con không tin vào mình luôn. Con không nghĩ là Chúa lại ban ơn cho con rõ ràng như vậy. Con rờ con không thấy hạch nữa. Rồi con được một cái ơn nữa là con xin Chúa là cho con tìm được một công việc phù hợp với con. Thì thứ ba tuần này con đi thì tuần sau lại người ta gọi con đi làm luôn. Dạ là con được 2 cái ơn của Chúa. Là con đã lấy lại được niềm tin của con đối với Chúa. Dạ. À, thưa anh chị em, rất nhiều lần chúng ta cũng trải qua cái thử thách như là cô Phương Tâm, hay Tâm Phương, vâng. Rất nhiều lần chúng ta đã trải qua thử thách đó. Ta cầu xin cho mẹ mình được khỏi thì Chúa cất mẹ mình đi. Ta cầu xin cho mình khỏi cái cục hạch thì nó khám phá ra đó là hạch lao. Và từ đó ta mất lòng tin vào Chúa. Hôm nay con nói là con được 2 ơn, mà đúng ra là 3 ơn. Cái ơn lớn nhất là ơn con nói lần sau cùng, là nhờ đó mà con tin vào Chúa. Tại vì thưa anh chị em, tôi cứ hỏi những người cầu nguyện rồi bố hoặc mẹ qua đời, tôi nói bìa mẹ con bị bệnh gì? Mẹ con bị đa u tủy. Đa u tủy. Mà bìa cũng cầu nguyện cho mẹ con là được sống với con. Nhưng mà nếu mẹ con được sống chứ không cất mẹ con về, mà căn bệnh nó làm cho mẹ con đau đớn triền miên, như vậy con có vui không? Dạ thưa cha không, mấy hôm mà mẹ. Rồi nếu mà mẹ con cứ đau đớn triền miên như vậy và mẹ con vẫn sống với con mà Chúa đâu cất mẹ con về, mẹ con sống với con, Chúa nhận lời đấy. Nhưng mà rồi liệu con có còn kiên trì mà nuôi mẹ con hết năm này qua năm khác? Mẹ con bao nhiêu tuổi? Dạ mẹ con 61 tuổi. Rồi Chúa để cho 30 năm nữa là 91 tuổi. 30 năm con nuôi dưỡng mẹ con nằm liệt trên giường bệnh, con nuôi nổi không? Dạ. Anh chị em thấy không? Thấy không ạ? Cho nên khi mình cầu nguyện, mình chỉ thấy ngắn thôi, mình không nhìn xa trông rộng, mình chỉ biết 1 mà không biết 10. Cho nên không được như ý mình là mình kêu mình trách Chúa: Chúa ơi, tại sao Chúa cất mẹ con về? Con cầu nguyện cho mẹ con sống mà sao Chúa cất mẹ con về? Chúa bảo được, ta nhận lời, con cầu xin cho mẹ con sống, ta sẽ để cho mẹ con sống 30 năm nữa, con chăm sóc mẹ con như là một cái thánh giá nặng suốt 30 năm không lấy chồng lấy con gì được, không chịu nổi hay không? Ta thấy không, thí dụ như vậy. Còn nhiều chuyện lắm, ta xin như thế này mà không được thì ta mất lòng tin. Nhưng mà thực sự ra là nhờ cái biến cố đó, là biến cố mà Chúa tỏ cho chúng ta thấy rằng Chúa thương ta, nhưng mà ta không nhận ra. Giống như đứa bé, chị này, tôi được cái máy, rồi cái đứa bé nó cứ lấy cái máy, nó nghịch, nó mở ra, chị cất đi, nó lại khóc. Điện đứa bé nó bảo mẹ nó không thương nó à? Thương, nhưng mà cho cái máy là không được vì nó không hợp với tuổi của con. Cũng thế, ta xin đơn này, xin đơn nọ, nhưng phải tin được rằng là nếu mình đón nhận Chúa, mình nghe lời Chúa, thực hiện lời của Chúa thì Chúa Cha, Chúa Con đến ở trong mình, Thầy và Cha Thầy ở trong con.
Nếu con tin như vậy thì Chúa Cha, Chúa con đến ở trong ta, và ta tin vào Chúa, ta phó thác vào Chúa, thì Chúa để cho xảy ra như thế nào xin cho danh Chúa được. Không rạn nổi rồi, cầu xin không được rồi, bắt đầu bỏ rồi. Cầu xin không được như ý của mình, nhưng vẫn xin cho danh Chúa được. Đó, phải mạnh dạn như vậy thôi. Đây Chúa gửi đến người chị em này để làm chứng cho chúng ta thấy rằng tôi cũng như em, cũng như tất cả những người khác thôi. Nếu mà mình không có lòng tin vào Chúa, không có lòng tín thác thực sự vào Chúa, không có nghe và sống lời của Chúa mà chỉ đến cầu xin thôi, được như ý của mình thôi mà không được ý mình, thì sẽ mất lòng tin và không thấy được rằng là vì Chúa không ban như vậy, không ban như là mình xin, là vì danh Chúa được rạng rỡ, rồi vì lòng tin của mình còn yếu quá, hoặc là vì Chúa thấy rằng nếu mà ban như vậy thì nó sẽ có hại về sau cho mình, cho nên Chúa không ban hoặc chưa ban. Tiếp tục thử cái thứ hai, nói đi khám và đến cầu nguyện. Ai ngờ cuộc hạch nó lại còn nặng hơn nữa là hạch lao, anh chị em thấy không? Có thử thách lớn không? Và đương nhiên, con người tự nhiên là nó mất lòng tin, nó bảo thôi nó không tin nữa. Rồi nhờ đâu mà con, ai đưa con đến để con lấy lại được lòng tin? Dạ, chị họ của con. Dạ, chị họ nói là thôi em đi cầu xin dưới Cha Long đi, để lấy lại lòng tin, chứ mất niềm tin như vậy, sau này mình làm những việc xấu. À, thưa anh chị em, mỗi người chị em ngồi đây phải trở thành những người chị họ như vậy, để anh chị em về nói cho những người đang mất lòng tin, nói cho người đang bị khủng hoảng đức tin, nói cho những người đang yếu tin, kém tin rằng phải vững tin vào Đức Giêsu Kitô, đấng giàu lòng thương xót, cho tặng cho con tấm ảnh nha. Con thỉnh Chúa về, con thỉnh Chúa về để Chúa ở với con, Chúa luôn ở trong con, hãy gỡ lên tất cả những cái gì mờ ám, mờ ảo xung quanh. Mà Phaolô bảo rằng dẹp bỏ những cái huyền ảo này đi, mà tín thác vào một Thiên Chúa, tín thác vào một Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, để danh Chúa được, để danh Chúa được, để danh Chúa được. Còn có mấy lần sau này. Yeah.